ở đâu vẫn nhớ về quê hương và ngày mê DJ. Và với lễ hội truyền thống của quê hương bản đê Nam Trung đã được đón nhận tình cảm, tấm lòng vàng ngọc của toàn thể các quý vị, và đặc biệt là đối với những người con xa quê. Hôm nay nhớ ngày mùng 10 tháng 2, ngày lễ hội truyền thống của làng, thì đã về để trước hết là thắp hương thành hoàng làng và cũng như phát tâm công đức để tu bổ xây dựng đình làng quê hương chúng ta ngày càng giàu đẹp. Và để dựa vào đó thì trong buổi tối hôm nay, đêm giao lưu văn hóa văn nghệ, xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta lại cùng đến với bài múa Một Thoáng Quê Hương do Chi hội Phụ Nữ thôn Bản Đê trình bày. Xin được bắt đầu.